Rồi, ở đây nó có cái đấy luôn mà, chơi luôn. Ai à, rồi. Thì cái ốc đây mình gỡ ra rồi nè, mình kéo ra tháo mình coi. À, không biết nó xài đâu, không biết gì đây. Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel Vũ Đô ha. Thì trước mặt mình đây đó là bộ micro, gọi là micro quốc dân JBL VM300, một dòng sản phẩm cũng ra mắt khá lâu rồi. Tuy nhiên hôm nay thì mình sẽ không có review mà mình không chia sẻ về dòng mic này bởi vì nó quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên thì mình có một cái thắc mắc tò mò là không biết trong ruột con này nó có cái gì mà nó tạo ra một cái chất âm dày dặn như thế. Thì hôm nay mình cùng với mọi người cùng nhau tìm hiểu khui hộp con này, khui gọi là mở ruột con này xem là nó có gì bên trong nhá. Thiên Vũ tò mò bạn thế. Trước mặt mình là có sẵn này ha, mình sẽ có một cái vít ở đây, thì mình sẽ đầu tiên chắc mình sẽ khui con receiver này trước đi. Con này vướng mà. Ok. Nó còn vẫn còn tem nha mọi người. Rồi mình hy sinh luôn, tại vì con này kiểu gì mình cũng demo tại cửa hàng mà. Đâu có gì đâu. Thiên Vũ thì nói chung là hàng demo là nó cứ nằm vậy hoài à. Tại vì con này khi nào mà bỏ mẫu rồi, hãng bỏ mẫu à thì mình lại thanh lý. Đợt trước bên Thiên Vũ cũng có thật thanh lý, mọi người biết rồi đó, toàn là hàng demo trưng bày không. À, nên nó khá là nhiều ốc chứ mọi người. Đó, như mình thấy, mình cũng thắc mắc. Bữa giờ bán anh em Thiên Vũ cũng bán rất là dòng này khá là nhiều. Mình cũng tò mò thắc mắc tại sao cái dòng JBL này nó làm cái cục receiver nhỏ xíu mọi người. Nếu mà mọi người xài gia đình thì không sao, nhưng mà anh em nào mà đi sự kiện hoặc là mà có cái tủ rác á, con này bỏ vô cũng được, khó chịu lắm. Tháo hồi xíu như thiếu ốc nó chết luôn á. Rồi, ở đây nó có cái đấy luôn mà, chơi luôn. Ai à, rồi. Quật luôn cái thêm ba sao. Rồi, ra rồi. Rất rồi, ra nữa. Cũng dễ à mọi người, bốn con à, tự nhiên mình tháo cái con ốc kia chi không biết nữa. Ai da. Xong nhôm rồi, nhỏ xíu, siêu đơn giản luôn, có gì hết trơn á, biết này là gì luôn á. Đây được cái nó trong nè mọi người, nó trong suốt rồi, hay ha, nó cho mình coi bên trong đó. Thật ra thì một cái micro thì cái bộ này á, thật ra cái nhiệm vụ của nó duy nhất là mọi người biết là gì không? Tức là nó nhận tín hiệu thì ông nội này thôi. Ông nội này alo vô đây, phát ra tín hiệu, truyền vô con này. Thì con này có hai cái anten nhận sóng lại và truyền tín hiệu vô cái mixer hoặc là cái băng số của mình thôi. Đó, nhiệm vụ duy nhất của cái ông này là vậy thôi. Nên nó chỉ là một cái mạch phát sóng bình thường, cơ bản, nhỏ xíu. Có vẻ như là JBL thích làm một cái bo vuông này chứ không làm thích làm bo dài. Bình thường thì những cái micro kia mình tháo ra thì bo nó kiểu mỏng nè, nó dài nè. À, nhưng mà mấy bo này thì nó ngắn lại nhỏ xíu như thế này. Như con hồi xưa cái con Navision bên mình cũng tháo ra rồi á, thì con đó xài cái nguồn gọi là nguồn xuyến á, thì nhìn nó sẽ nó nặng hơn. Còn cái này nó xài nguồn adapter nên là mọi người thấy nó khá là gọn nhẹ ha. Rồi, mình hồi dân điện tử nè, mình nhìn vô này là mình thua rồi. Ok, nó chỉ vậy thôi, không có gì hết. Nguồn nghiệp này kia đơn giản không có gì. Rồi, bỏ qua một bên vì cái này nó không quan trọng lắm. Quan trọng là cái này nó sẽ ảnh hưởng đến chất âm, tất cả cái gì liên quan đến chất âm dày mỏng này kia là tất cả liên quan đến cái này hết nha mọi người. Mọi người để ý cho mình, micro tốt lượng có tốt hay không đó, nó quan trọng rất nhiều vào cái đầu mic. À, vì cái đầu mic là cái nơi mà mình ghi nhận cái lời hát nói chuyện hoặc là lời hát của mình vô cái loa. Thì cái đầu mic là cái nơi nhận đầu tiên, cái nơi nhận đầu tiên nó phải nhận chính xác, nó phải tiếng nó phải hút thật là chính xác, thật là hút, thật là dễ, nó hút nhiều, nó hút gọi là đầy đủ á, cái búp sóng nó lớn á thì làm cho mình cảm giác nó nhẹ hơn. Thì cái đầu mic này rất quan trọng. Rồi, để mình tháo cái đầu mic này ra coi. Chứ còn còn dưới này nó cũng chỉ là bộ dưới này, là mọi người không biết mọi người thấy. À, cho mọi người coi cái trong này nó có mạch nè. Mạch là mạch phát thôi mọi người. Mạch này mạch phát, trong cục này là cục thu. À, cái mạch này nó chỉ làm cái mạch phát thôi. Thì pin nó gắn ở đây để nó cung cấp điện cho cái này để mạch nó phát ra. Thì cuối cùng tóm lại là cái quan trọng nhất là vẫn là cái ấy thôi. Thì cái ốc đây mình gỡ ra rồi nè, mình kéo ra tháo mình coi.
Không biết nó xài đâu mic gì đây. Đây. Ê. AKG nha mọi người. Micro Gem Vim 300 JBL. Xài đầu AKG. Thật ra cái này cũng không có gì là quá khó hiểu, bởi vì JBL với AKG là chung cái tập đoàn Hackman. Nên là có thể nó gọi là ăn cắp chất xám một tí của thằng AKG nó đưa qua đây. Đầu mic AKG acoustic này rõ ràng mọi người có nhìn thấy rõ đầu mic AKG. Thằng nào mà chất âm của nó khá tốt ha, chất âm của nó của con VM300 này khá tốt, tiếng nó dày dặn mà nó kiểu nó trung thực á. Nó xài đầu mic của AKG nha mọi người. Nó giống như Hackman thì nó có rất là nhiều thương hiệu như kiểu Crown nè, rồi JBL, AKG, rồi tùm lum trong đó quá trời thương hiệu, cả đèn cả DBS này kia cũng của nó luôn. Cái này như tháo ra được nè, đây để mình tháo ra, đây đây tháo ra được, tháo được. Rồi xong, tháo ra luôn một cái đầu mic là cái bộ nhận sóng đây, hết vậy thôi. Cái này gấp vô đây xong là nó nhận tín hiệu luôn, thế thôi, quá đơn giản. Đúng là không tháo ra không biết ha. Không ngờ là ông nội VM300 này ông xài đầu AKG. Chứng tỏ đây là đúng là một cái sản phẩm chính hãng của JBL nha. Nó có chất xám của JBL của Hackman đưa vô nha, chứ không phải là mấy cái dòng mà kiểu OEM của đồ người ta xong rồi gắn mác JBL nha. Rõ ràng đây là một cái sản phẩm có đầu tư chất xám á. Nên là thảo nào là chất âm rồi này kia của nó khá là ok. Ok, mình nghĩ là clip đến đây cũng đủ lâu đủ dài và đủ cho mọi người hết tò mò về cái micro JBL VM300 này rồi. Thì mình là Khánh. Nếu mọi người thích clip này thì mọi người hãy cho mình một like, một share để mình có nhiều động lực hơn, mình tháo nhiều đồ hơn trong công ty để giải đáp cho thắc mắc cho mọi người. Còn nếu mà mọi người muốn mình tháo cái dòng sản phẩm nào thì mọi người có thể comment phía dưới cho mình biết, để mình nhiều khi mình lựa mấy dòng đó mình tháo thử cho mình coi sao. Hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.